bồi thẩm đoàn luận tội con trai ông Biden. Bồi thẩm đoàn tòa án liên bang ở Wilmington bắt đầu luận tội Hunter Biden trong vụ truy tố với cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden, ngày 10 tháng 6 quyết định không tự bào chữa trong vụ truy tố với cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép tại tòa án liên bang thành phố Wilmington, bang Delaware. Thẩm phán chủ tọa Marianne Noreika sau đó thông báo kết thúc quá trình tranh tụng, chỉ thị bồi thẩm đoàn bắt đầu luận tội Hunter. Các bạn phải quyết định vụ kiện dựa trên bằng chứng, bà Noreika nói. 12 bồi thẩm viên đã thảo luận kín trong khoảng 1 giờ trước khi ra về và sẽ tiếp tục làm việc vào 9 giờ ngày 11 tháng 6, 20 giờ giờ Hà Nội. Hiện chưa rõ thời điểm bồi thẩm đoàn có kết luận. Tòa án liên bang ở Wilmington bắt đầu xét xử Hunter từ ngày 3 tháng 6. Theo cáo trạng, Hunter, 54 tuổi, bị cáo buộc khai man trên đơn mua súng và sở hữu súng khi nghiện ma túy, hành vi trái phép theo luật Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ con một tổng thống đương nhiệm bị truy tố. Phía công tố viên và bên bào chữa đã triệu tập các nhân chứng cung cấp lời khai, trong đó có vợ cũ, bạn gái cũ, chị dâu của Hunter. Lời khai của các nhân chứng và bằng chứng điện tử đã hé lộ phần nào những góc khuất trong cuộc sống riêng tư của gia đình Tổng thống Mỹ. Chúng tôi đề nghị bồi thẩm đoàn áp dụng pháp luật bình đẳng với bị cáo này, giống như với những người khác, công tố viên Dave Hines nói. Khi khai man và mua súng, bị cáo đã phạm pháp. Chúng tôi đề nghị bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết được củng cố bởi bằng chứng. Đó là có tội. Abbe Lauel, luật sư bào chữa cho Hunter, phản bác rằng các công tố viên đã không thể chứng minh cho lập luận của họ. Theo Lauel, Hunter được giả định vô tội, giống như những bị cáo khác, cho đến khi họ chứng minh được anh có tội. Hunter bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Nếu bị tuyên có tội, Hunter có thể đối mặt án tù lên tới 25 năm và mức phạt 750.000 USD, Tổng thống Biden ngày 6 tháng 6 nói ông sẽ không ân xá cho con trai. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.